Thì cái viên nghệ này là khi mà các bạn ăn lâu dài á, nó ngấm dần vào trong máu của các bạn, nó sẽ đánh tan đi những cái hắc tố, đồng thời nó làm cho cái bao tử của các bạn rất là good. Nó vừa điều trị trào ngược nè, đau bao tử nè. Và khi mà những chị em phụ nữ mình á, càng lớn tuổi cỡ chừng năm mươi mấy là bắt đầu mãn kinh, mà lúc đó mà mới bắt đầu mãn kinh rồi á, là các bạn biết mà, cái máu dơ, cái máu huyết dơ nó đâu có ra được, thì nó ở trong cơ thể mình hình thành ra, đó là những cái đốm nâu, cái tàn nhang đen đó. Mà ngay bây giờ các bạn không dùng yến nha, các bạn không ăn yến, các bạn không ăn cái nghệ này, thì khi mà nó đã hình thành đốm nâu thì lúc đó các bạn cứ đi bỏ cả tỷ bạc đi đi chữa trị, lúc đó muộn rồi, cho nên nói thiệt.